Tập đoàn Carlyle đang thỏa thuận mua lại một bộ phận nghiên cứu của hãng Johnson & Johnson. Thương vụ được dự đoán có giá trị tới 4 tỷ đô la Mỹ. Nguồn tin cho biết, theo kế hoạch thì thương vụ sẽ hoàn thành trong vòng 2 tuần tới. Chính xác giá trị thương vụ là bao nhiêu thì không được Carlyle tiết lộ. Cả Carlyle, Johnson & Johnson và hãng đối thủ Blackstone, một trong những tập đoàn cũng đang có ý muốn mua Johnson & Johnson, đều từ chối bình luận. Bộ phận nghiên cứu này của Johnson & Johnson chuyên thực hiện các cuộc khảo nghiệm máu, nhóm máu, nghiên cứu về virus như là HIV và hepatitis C. So với các hãng khác như là Roche, Siemens, Abbott, thì phòng nghiên cứu của Johnson & Johnson tương đối nhỏ nhưng đóng góp rất nhiều cho hãng này. Đầu năm nay, hãng này hứa sẽ chi thêm tiền để phát triển phòng này, dự kiến mất 1-2 năm. Nhưng cũng giống như các hãng sản xuất thuốc khác, Johnson & Johnson đang tính chuyện bán bớt một vài bộ phận trong tập đoàn để chống chọi với tình trạng giảm chi phí, kiềm giá thuốc trên thị trường quốc tế và áp lực tăng chi cho bảo hiểm từ phía chính phủ.